và vẫn được rất nhiều người thích, bởi vì nó không phải là về thương hiệu không, mà về chất lượng của nó. Khi sử dụng điện thoại Vertu thì âm thanh nó tuyệt vời lắm, bởi vì nó nghe rất trong, lọc sóng âm rất tốt, chuẩn và nghe gọi không gây đau tai. Bởi vì nó bền, nó cực kỳ bền luôn. Một chiếc điện thoại giá thành rất là vừa phải, ai mua cũng được mà rất là bền. Kỳ Lân xin chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, kỳlanluxury.com. Hôm nay một chủ đề về điện thoại Vertu, và Kỳ Lân muốn giới thiệu với tất cả quý khách. Như trước đây thì những cái chiếc điện thoại Vertu Synergy S thì Kỳ Lân đã làm những clip rất là nhiều. Và hôm nay Kỳ Lân muốn đi với một sản phẩm nhẹ nhàng thôi. Từ lúc thời điểm mới ra đời thì rất là hoành tráng, và qua một thời gian dài thì nó vẫn hoành tráng và vẫn được rất nhiều người thích, bởi vì nó không phải là về thương hiệu không, mà về chất lượng của nó. Đối với chất lượng của nó thì không thua gì Vertu Synergy S, thậm chí là vượt trội về pin. Đối với pin của Vertu Synergy S và pin này sẽ chung pin, nhưng mà pin sau khi bỏ vào máy này thì thời lượng pin xài có thể gần gấp đôi của máy Vertu Synergy S, và giá thành rất vừa phải cho tất cả mọi người đều có thể trải nghiệm được dùng sản phẩm này. Đặc biệt khi sử dụng điện thoại Vertu thì âm thanh nó tuyệt vời lắm, bởi vì nó nghe rất trong, lọc sóng âm rất tốt, chuẩn và nghe gọi không gây đau tai. Nói chung là những người nào mà từng trải nghiệm Vertu rồi á, hoặc là chưa trải nghiệm thì đến trải nghiệm, chắc chắn sẽ cho Kỳ Lân một cái đánh giá rất tuyệt vời về chiếc điện thoại Vertu này. Và hôm nay Kỳ Lân sẽ đi đích danh vào cái điện thoại Vertu Ascenti. Vertu Ascenti thì có nhiều dòng, mà dòng phổ thông nhất và nhiều người thích nhất và chuẩn nhất thì Kỳ Lân đánh giá là Vertu Ascenti và Ascenti X. Và Ascenti, Ascenti X thì hai cái loại này nó tương đương như nhau, nhưng mà nó khác với nhau về cái đường dáng mẫu mã một chút xíu thôi. Còn thật ra nó cũng na ná nhau, nó chỉ khác nhau về cái khung cảnh. Tức là cái này nó bo tròn, còn cái Vertu Ascenti X thì nó thường thường nó vuông cạnh, còn cái Ascenti thì nó hay bo tròn. Và chiếc điện thoại này là một trong những chiếc điện thoại lừng danh của hãng điện thoại Vertu, và tất cả những gì thể hiện ở chiếc điện thoại này chúng ta có thể biết được qua quá trình hình thành lịch sử của hãng điện thoại Vertu. Nó là một trong những chiếc điện thoại lắp ráp hoàn toàn bằng thủ công, và toàn bộ thân vỏ nó là bằng titanium. Ti viết tắt cho từ titan, và titan thì như quý khách đã biết nó là một trong những chất liệu cứng nhất thế giới. Vì vậy rất nhiều hãng xe, siêu xe đã chọn nó làm vỏ bọc, và rất nhẹ, đặc biệt cứng và bền. Cộng với phần thủ công da bê cũng bằng handmade, thủ công từng kỹ thuật làm. Và đặc biệt cái Ascenti này thì bên hông nó là carbon. Chưa hết, mà điều đặc biệt nhất ở một chiếc điện thoại nhỏ nhắn xinh xắn và đầy sự hấp dẫn này, đó chính là cái mặt kính này. Mặt kính này là một tấm Sophia nguyên khối, rất tuyệt vời để chống va đập trầy xước. Chắc chắn một chiếc điện thoại vừa chắc chắn như bọc thép, rất bền bề ngoài, rất là chuẩn. Bên trong thì handmade từ Vertu. Nói chung là những cái gì tinh hoa nhất, hầu như là Vertu nó muốn dồn hết vô điện thoại này hay gì á. Bởi vì nó bền, nó cực kỳ bền luôn. Một chiếc điện thoại giá thành rất là vừa phải, ai mua cũng được mà rất là bền. Thời lượng pin rất là lâu. Bởi vì như chúng ta đã biết thì ngày nay rất nhiều chiếc điện thoại smartphone ra đời, rất nhiều công dụng, rất nhiều công năng, rất nhiều chức năng, nhưng nó cũng là một con dao hai lưỡi, gây cho chúng ta rất nhiều phiền toái về bị định vị, theo dõi và cài những phần mềm gián điệp. Thì chúng ta phải cần một cái điện thoại secure. Và bao giờ cũng vậy, Kỳ Lân để ý thấy là hầu như rất nhiều người bây giờ đã dùng hai chiếc điện thoại, một chiếc smartphone chuyên để lướt web, làm việc, thậm chí chơi game. Thì nó vừa bị bảo mật không an toàn bằng, vừa bị dùng hết tất cả dồn cho một cái điện thoại, thì chức năng nó mình dùng nhiều thì thời lượng pin nó cũng nhanh hết pin, và mỗi ngày mỗi sạc rất là phiền. Vì vậy nhiều người đã chọn một chiếc điện thoại phổ thông. Thì với địa vị của họ, đẳng cấp của họ, và dùng một chiếc điện thoại phổ thông nào nó sẽ xứng tầm, thì chiếc điện thoại Vertu là một trong những chiếc điện thoại đứng đầu để hỗ trợ về vấn đề đó. Thứ nhất, sang phù hợp với tất cả những người thành đạt. Thứ hai là siêu bền. Thứ ba là nghe gọi siêu ấm, siêu chuẩn và không gây ồn tai, không gây nhức tai. Đó là cái đặc điểm mà nhiều người thích đã xài và trải nghiệm. Thứ tư là pin xài rất là lâu, 3-4 ngày.
Đó là cái ưu điểm. Rồi thì Kỳ Lân là đơn vị chuyên về tất cả những gì liên quan đến điện thoại vừa tu. Cho nên là quý khách có nhu cầu bất kỳ gì về điện thoại vừa tu thì hãy gọi cho Kỳ Lân theo số hotline 0901 247 247, cũng như là truy cập trực tiếp vào Zalo của Kỳ Lân luôn, là số hotline là 0901 247 247, hoặc là truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com, thì tất cả ở trên đó Kỳ Lân sẽ có thông tin chi tiết từng loại, thông tin cấu hình cũng như là tình trạng sản phẩm và mô tả chi tiết. Và mỗi bài viết, mỗi sản phẩm đều có một video đến kèm đích thực, đích danh về sản phẩm đó. Quý khách ở nhà hay ở trực tiếp hay bất cứ ở nơi đâu coi trên bài viết đó giống như là coi thực tế trực tiếp tại showroom của Kỳ Lân vậy. Bởi vì hình ảnh chụp thật, quay video thật chi tiết về nó, viết tình trạng chi tiết, thật là chi tiết về sản phẩm đó. Và Kỳ Lân sẽ bật mí những sản phẩm chủ đề tiếp theo Kỳ Lân sẽ thực hiện trong thời gian sắp tới, những sản phẩm rất hot về giá cả cũng như là chất lượng. Đây là chiếc điện thoại Vertu Aita, một chiếc Vertu bật nắp mà duy nhất của hãng Vertu. Nó bền đỉnh cao, nó sang đỉnh cao luôn. Và đính lên trên vỏ Titan này là những viên kim cương của hãng cực kỳ đẹp. Tiếp theo là một chiếc điện thoại Accent cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ đẹp, đẳng cấp bởi vì nó line new xuất sắc của showroom Kỳ Lân Luxury. Và một chiếc điện thoại Contel License với điểm đặc biệt là gốm ceramic màu đen phím cũng vậy luôn, phiên bản rồng màu xanh, có nhiều màu, màu da quý khách chọn màu gì Kỳ Lân sẽ tư vấn màu đó. Chiếc Vertu Accenti Carbon, carbon từ gốm phía trước, từ bên hông và từ cái phần da carbon luôn. Vâng, và Kỳ Lân xin được phép kết thúc video tại đây. Một lần nữa Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công. Hãy đồng hành cùng với Kỳ Lân Luxury, subscribe kênh YouTube này, like theo dõi fanpage này để cập nhật nhiều video về những sản phẩm sang trọng, những sản phẩm cao cấp, những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao sắp diễn ra tại của Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân một lần nữa cảm ơn rất nhiều quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để ủng hộ, đã xem clip này. Chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công, đồng hành cùng với Kỳ Lân Luxury. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.